Ok, chúng ta sẽ coi chung kết chiến khu siêu vào Việt Nam ngày cuối cùng của năm 2023 thì sẽ có rất nhiều bất ngờ. Rồi. Để tôi chỉnh cái âm thanh lại chút xíu nha. Rồi, ok, trận đầu tiên là của anh New Blue với lại anh New Sky. Mà hôm nay mà anh Đào mà thua New Sky luôn à. Ôi. Chiến nha, đục được con Sam luôn à. Coi cô hai chiến thần đang với nhau. Wow, New Blue bây giờ có đôi giày cộng top 20 mày ao mọi người luôn anh em ạ. Cô năm đầu nó báo quá. Vẫn lại là câu chuyện năm đầu. Đòn phủ đầu 22 triệu. Đòn phủ đầu 22 triệu. Để tôi coi thử quýnh chiếc thương kỹ năng bao nhiêu nha. Mười một triệu lẫm quân si kinh. Để coi thử là DOT nó giật nha. Bên kia cũng gấp skin mà, hai bên đều gấp con skin mà. Hoài 65 triệu. Hayak 47 triệu. Trên lệch 20 triệu đam. Mấy anh em thấy không? Mấy anh em thấy thu tóc bất lợi không? Mày con Flash bị nổ trước hai lần đam DOT, trong khi đó bên đây cũng ăn đam DOT mà hai lần chưa nổ không? Con Flash bên đây ăn đam DOT nổ trước hay bất lợi ghê không? Ôi mày đi sâu đúng bất lợi luôn á. Bị giật đam trước, con Flash bên kia nổ trước bức chết luôn. Rồi chết hai luôn rồi. Ôi con này may là còn cái tinh thông. Chết ngã rạ luôn. Mất hình như là mất 3 lần hồi sinh rồi, 3 lần hồi sinh của Phượng rồi, 3 lần hồi sinh này. Mà tính ra đã coi tính ra mà mình coi á, mình coi đâm DOT á. Sorry mấy anh em, tôi nói chỗ này nha, là mấy anh em khi mà mấy anh em coi đam DOT, cái này không phải là tôi so sánh meta nha. Nhưng mà khi mà làm meta đam DOT á thì mới coi được anh New Blue chết. Tại thiệt sự nếu như mà qua đam thuần á, tôi không biết quýnh chừng nào là mới đi chết được một con của New Blue thiệt. Nếu như mà qua đam thuần á, tôi không biết quýnh chừng nào mà những người mà ao cỡ tầm 20-30 triệu được chiến, quýnh chừng nào mới không biết chết được. Kể ra đam DOT á, chơi nó chán thì cũng chán, nó một màu bên nào đi trước mà nó win thôi. Nếu còn mà nếu như mà chán hơn nữa khi mà qua coi, ít ra là khi mà đi BK, cái việc mà trên lệch 20 triệu 30 triệu được chiến, kể cả lên trên lệch 50 triệu được chiến á, mấy anh em thấy không, vẫn giết được ít nhất là 4-5 con bên của top shipper. Còn mà vô meta đam mẹ đam xích con thùng thôi mày. Quýnh không biết chừng nào mới chết được một con luôn mày. Vô con nào cũng lấy 20 triệu máu không vô quýnh. Đó mà có tăng top rồi. Có mai anh có một ạc quay bên Silver C, hai ạc quay bên Silver C là con sủi UR ở bên Trung. Đâu lộn, bên con sủi quay ở bên Silver C. Còn Trung thì không có. Trung thì anh không có ạc. Chung thì chắc ạc kia thì anh quay cống hiến cho mấy anh em Discord thôi, chứ còn anh không có like thì ạc đó không có đủ vé. Anh thì quan niệm không có đủ vé thì không quay. Hôm nay 11 giờ à, còn tiếng nữa chuẩn bị cao đao à. Ôi hôm nay có nhiều điều bất ngờ lắm mấy anh em. Có hôm nay trong vậy vẫn quay trong Discord bình thường mà. Hôm nay live đón Tết không mà qua 12 giờ nghỉ mấy anh em. Quay xong hết chiến khu nghỉ.
chiến khu Silver Việt Nam nè, chiến khu Silver Việt Nam, quay xong Silver Việt Nam xong rồi nghỉ thôi. Rồi ok, trận tiếp theo là trận của anh ZXQ với lại anh New Sky, hai người chung Silver luôn, chung Silver quýnh với nhau luôn. 49-50. Xin cảm ơn thì mình cảm ơn lại thôi. Thì cái bây giờ mà Vinagame xin cảm ơn các anh hùng, tôi cũng kêu xin cảm ơn Vinagame luôn. Mẹ vì quãng thời gian này cho tôi chơi con game này, mẹ có biết bao nhiêu tôi xây dựng được cộng đồng, mẹ tôi quen biết được biết bao nhiêu con người xây dựng nó nên trong đây quá trời. Tối mai khỏe à, tối mai quay ít thì cứ sáng thì cứ tà tà làm video, xong rồi chiều đăng clip lưu trữ, rồi chiều đăng clip lưu trữ, rồi qua ngày mà ngày mai ngày mốt thì đăng clip phân tích con kinh rồi thôi, rồi quay clip bê chuyện luôn, giống như con bơm được trước. Tôi bây giờ tôi rút kinh nghiệm là UR, chừng nào có thời gian tôi làm kịp thì tôi làm thôi, còn bây giờ không có UR thì cũng có tầm tuần cho mấy năm chơi đã rồi làm clip phân tích cho nó chính xác. Sao con Phượng ở Silver Việt Nam lại chơi lâu hơn Silver khác? Con Silver khác chơi Silver nào chả lâu. Mẹ Silver nào chả lâu, Silver chung mới chơi tới bây giờ luôn, Silver nào chơi chả lâu. Chả qua là do mấy anh em coi, tôi cho mấy anh em coi clip chiến khu, coi mấy toàn mấy thằng top Silver 300 triệu được chiến, còn mới chơi tướng meta, còn mấy anh em không thấy chứ. Mẹ mấy thằng mà cũng cỡ tầm 80 cho tới 140 toàn chơi Phượng không đó, mấy anh em chơi Phượng chơi năm đầu không á. Nè khổ lắm mấy ông mà đây, sorry dừng này tôi nghe tắt nhạc tí nha. Mẹ mấy ông ngồi quay mấy người được chiến tầm trung á, mấy ông đéo thích rồi mấy ông. Ừ anh Tùng quay mấy người yếu yếu mà kiếm mấy người 300-400 triệu được chiến, coi đi anh. Ủa mà trong khi đó coi mấy thằng 300-400 triệu được chiến toàn chơi tướng meta không mà. Trong khi đó những người mà được chiến tầm thấp á, người ta chơi Phượng, người ta chơi năm đầu, người ta chơi tăng top á, tăng top á thì đéo chịu coi. Tụi muốn coi mấy người mạnh đâu mà, xong rồi kêu sao mà con này nó ao, con này nó chơi lâu. Trời ơi má, con Phượng này nó chơi ở bên Silver C á, nó chơi được chiến tầm trung á, mà từ 80 triệu cho tới 150 triệu á, còn Silver chung mà từ 80 cho đến 120 hoặc là 140 á, nó chơi nhiều vãi đạn mấy ông à, chứ không phải là không phải không có người chơi đâu. Kể cả con Phượng này á, top bây giờ 300 triệu được chiến nó vẫn lấy con Phượng này nó chơi, con năm đầu này vẫn còn chơi được. Nó là hai con này nó chơi bất tử nha, nó không ao đâu. Chả qua là do cái phân khúc lực chiến á, tụi kia nó ao quá, nó nhiều con tướng UR mạnh hơn nó chơi thôi. Cái con mà cỡ lực chiến tầm trung á, hai con này là gần như hai con chơi bất tử luôn rồi, con Phượng với lại con năm đầu á, nó chơi hoài mấy em nó không bao giờ nó ao meta hết á. Chừng nào mà ra cái con nào cắm hồi sinh thì thôi tụi này nó mới ao meta thôi, hoặc là ra con tách Sumoki á thì ra may con năm đầu nó gãy thôi, chứ còn mà có con Phượng với lại con Phượng này với lại con năm đầu thì nó chơi hoài. Kể cả được con tách Sumoki ra, con Phượng nó chơi vẫn được, con năm đầu thì chơi không được á, nhưng con Phượng nó chơi được bình thường. Thì con năm đầu nó xài siêu tự kỷ nó mới hồi sinh được, còn con Phượng thì nó là bị động rồi, nó bị phòng bị động nằm trong phần quách trình nó hồi sinh bị động rồi. Còn con năm đầu nó phải hồi sinh chủ động nên nó xài siêu tự kỷ nó mới hồi sinh được. Cho nên là con năm đầu nó bị ao một thời gian thôi, chứ còn sau này ra con rốt là con năm đầu nó chơi bình thường. Tăng tỷ lệ tạo lá trắng xong rồi đánh đam còn to để mình tương tác với con rốt. Giờ câu chuyện hỏi mấy ông á, mẹ tại sao ra UG bây giờ ra tới con G4 UG đó mà thằng Nobody nó vẫn chơi con tăng top đó mấy ông. Nè chơi bây giờ ra tới UG, ra tù nhân du hí rồi, ai cũng chơi tù nhân du hí á, mà có một mình thằng Nobody nó chơi con tăng top đó mấy ông. Siêu chung đâu ai chơi đâu, siêu chung không ai chơi đó, có mình đúng lối chơi mình Nobody chơi được tăng top luôn á, đúng là lối đi riêng luôn á, đúng mình nó luôn á. Siêu chung đâu ai chơi đâu, top đâu có nào chơi đâu. Nó 300 triệu được chiến rồi. Chứ mà chung đó. Má có cái tính năng tinh thông nó khó chịu ghê ta, mày nó giật độc nó nằm im không chết mấy ông ạ. Ủa mà tuần này không thấy Ayuri ta, mày Ayuri bị lỗi ở đâu rồi ta, chứ cô thôi chết tự kiếm Ayuri.
I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind the mirror. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no home. Lỗi từ vòng 16 rồi, gặp ai mà nghỉ sớm vậy? Cảm giác con Sam nó không mất máu luôn. Mày cảm giác con Sam nó không mất máu luôn á. Mày bây giờ tính ra mà bây giờ tính ra mấy ông nào roll ra mấy cái dòng đỏ đồ ẩn mà trừ bất khuất thì lại ngon ha. Bây giờ tính năng tinh thông mấy dòng đồ đỏ mà có trừ bất khuất, trừ bất khuất hay giảm bất khuất đồ ngon ha. Mấy dù đồ mấy đồ đỏ đó bây giờ lại hot. Không, mấy em coi meta xương rồng mà đánh vẫn lâu phải không? Vòng 3, vòng 4 luôn rồi. Vòng 3, vòng 4, vòng 5, nãy vòng 5 mới xong. Bên đây vòng 3 chưa xong. Bên đây chắc con Sam chắc phải lượt 10. Năm đầu nó hồi sinh phượng với con DK, đéo hồi sinh con skin. Quan trọng là nó đéo hồi sinh con skin mấy ông à. Quan trọng là nó không hồi sinh con skin. Năm đầu bán độ rồi. Nãy giờ hai lần luôn rồi đó. Lâu con đỉ, con đỉ năm đầu nó hồi sinh chán vậy. Mẹ con đỉ năm đầu nó hồi sinh đúng chán luôn á. Con đỉ năm đầu nó hồi sinh hai lần, nó hồi sinh mấy con XP mà đéo hồi sinh con skin lên. Nè phát này mà hồi sinh thêm hai con SB nữa đúng quải luôn á.
Anh chưa tiêm gì vậy? Tiêm gì là sao? Trời ơi là trời. Mẹ hết hồi sinh. Hết hồi sinh đi cây với lại Phượng. Bây giờ đi hồi sinh Phượng lại Flash. Mẹ cái game nó nhái. Mẹ lúc đó thì đi hồi sinh đi cây với lại Phượng. Rồi xong rồi bây giờ đi đổ hồi sinh Phượng với lại Flash. Mẹ xét xuất 1/3 mà mẹ xét xuất 1/3 mà hồi sinh những cái đầu bùi á, mẹ hồi sinh 3 mà đổ yếu bây giờ hồi sinh chicken. Chịu rồi, chịu rồi, cái này chịu rồi mấy nè. Con Phượng ơi, con năm đầu hồi sinh gì chịu rồi. Má hồi trưa mẹ, hồi trưa không ngủ được do cái vụ hát karaoke, giờ ngủ ghê luôn á. Ừ mày hồi sinh đó lại hồi sinh. Chơi game, chơi game đổ, chơi game nó phải có căn nữa mấy anh em à. Mày chơi game nó phải có căn, nó phải có tâm linh nữa mấy anh em à. Nếu phải thích chơi rồi chơi. Chỉ hồi sinh đéo bao giờ luôn, nãy giờ 4 lần, 6 lần luôn rồi đó. Đâu? 4 lần liên tiếp. Mày hồi sinh là chỉ hồi sinh SP, là không hồi sinh skin là không hồi sinh skin. Hay. Quá đỉnh. Áp đảo thì. Rồi năm đầu chết rồi, Sam mà giật đâm DOT, đâm Sam chịu DOT nổi không biết. Tôi nghĩ là không nổi đâu mấy anh em. Sam trụ DOT trụ không nổi đâu. Ừ BK hay mà mẹ con năm đầu hồi sinh không hay mấy anh em mà game không cân bằng. Game nó không có cân bằng mấy anh em ơi, game nó không có cân bằng. Game nó không có cân bằng. Không buồn gì đâu mẹ, năm đầu chơi, năm đầu chơi ảnh đâu mẹ, năm đầu hồi sinh ngu liên quan gì tới ảnh đâu. Mẹ năm đầu đó hồi sinh ngu vậy cứ chơi, năm đầu chứ có chơi ảnh đâu đủ, năm đầu hồi sinh đúng ngu luôn đủ tê. Năm đầu